Sườn xào chua ngọt được xem là món ăn quốc dân vì nó rất đưa cơm và được lòng cả trẻ em và người lớn. Tuy theo địa phương mà món sườn xào chua ngọt sẽ được chế biến với những cách khác nhau. Hôm nay hãy cùng Bách Hoa Xanh làm món sườn xào chua ngọt theo phiên bản đơn giản, nhanh chóng mà không kém phần thơm ngon nha. Mình có ở đây khoảng một muỗng canh đường, nửa muỗng canh hạt nêm, nửa muỗng canh tương ca và nửa muỗng canh tương ớt, một ít bột ngọt, 5ml rượu trắng, một muỗng canh nước mắm, 400g sườn cắt khúc vừa ăn, 4 tép hành và khoảng 7 tép tỏi. Đầu tiên thì mình sẽ cho rượu trắng vào nước và cho sườn vào rửa. Rửa sườn như thế này sẽ giúp sườn không bị hôi và bớt đi độ nhớt. Tiếp theo thì mình sẽ chuẩn bị một nồi nước, thêm vào một ít gừng cắt lát, cho sườn vào đun sôi khoảng 2 phút. Sau 2 phút thì mình vớt sườn ra để ráo. Luộc sườn cũng sẽ giúp sườn bớt hôi và giữ được độ ẩm khi chiên. Sườn sau khi ráo nước thì mình ướp cùng một ít muối và bột ngọt, sau đó trộn đều để sườn thấm trong khoảng 30 phút. Hành và tỏi thì mình tiến hành giải nhuyễn, cho vào nửa muỗng canh hạt nêm, một muỗng canh đường. Bạn nào ăn cay thì có thể cho thêm vài trái ớt, giải nhuyễn một lần nữa nha. Mình cho thêm vào hỗn hợp một muỗng canh nước mắm, nửa muỗng canh tương ca và nửa muỗng canh tương ớt. Trộn đều là thu được hỗn hợp sốt chua ngọt rồi. Sườn sau khi ướp được 30 phút thì mình sẽ cho vào chảo để chiên. Mình chiên trên lửa vừa khoảng 10 đến 15 phút, cho sườn có màu vàng cánh gián như thế này là được. Tiếp theo thì mình đổ hỗn hợp sốt chua ngọt vào, trộn đều và giảm lửa. Đun với lửa nhỏ trong khoảng 10 đến 15 phút nữa là xong rồi nè. Sườn đã luộc trước nên phần sườn rất mọng nước và không bị khô. Sườn có vị chua ngọt cùng mùi thơm của hành tỏi, xen lẫn vị mặn mặn, cay cay. Món này rất thích hợp để ăn cùng cơm nóng, đảm bảo là siêu hao cơm luôn. Các bạn hãy thử ngay công thức này nhé. Chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.